Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em xem một cái con ạc Bill 4 nha. Và thì bạn chủ ạc này có dư 14 ra ngọc. Và muốn anh em chúng ta sẽ kiểu sao ta để hướng dẫn build hình về sao cho nó hợp lý. Và nếu mà anh em có một cái số vốn mà khá là ít, đúng không, ít ỏi như thế này, thì Tổng Nguyên bây giờ vẫn là đang trong một cái meta rất là mạnh, cho nên bây giờ là cứ đợi tướng kim ra xong rồi chơi vô Tổng Nguyên thôi. Thiệt, bây giờ qua nếp bền đồ này nọ rồi con Tổng Nguyên là đẹp rồi. Con ngày này theo khối chiến lệnh là lai gai tới nếp bền 5 thôi nha, còn nếp bền 6 thì để vô cái những cái gói chiến lệnh này nè cho nó lên cặp những cái gói chiến lệnh, ăn được cái những gói chiến lệnh này nè rồi lên nếp bền 6, chứ đừng gấp up lên nếp bền 6 uổng lắm. Chỉ cần nếp bền 5 thôi, cái mình để dành xong rồi từ từ mình chơi chiến lệnh, cái lên nếp bền 6 là nó ngon nhất luôn đó. Còn về chiến pháp thì lấy cái khí định sớm là được, còn sau đó nữa thì mà có dư mà nói bữa nào mà dư giả thì đầu giám tướng hén nè, chỉ cứ kích hoạt thôi, chơi hai con kích hoạt, chơi hai con kích hoạt, kiếm mấy con nào mà cùi cùi thôi nha. Ví dụ như cái sổ mà tàu phi hén nè, chân cơ hén nè, kích hoạt rồi mấy cái sổ này khó, nữ bố hén, điêu thiền hén nè, kích hoạt luôn. Xong rồi nữ bố hén, điêu thiền hén nó sẽ được thêm cái sổ này nữa nè, tôn sách hén với lại tôn kiên hén được cái sổ này, đúng không? Rồi bây giờ mình đi tiếp luôn nè, đợi ra các lượng ra nữa xong rồi lấy từ từ. Xong tướng hén xong bắt đầu mình xây được hai con bên hén rồi. Còn nói về chơi tấn là vốn phải rất là mạnh nha anh em. Em muốn chơi tấn phải vốn rất là mạnh, suy nghĩ cho kỹ. Tại vì chơi tấn nó rất là khó, cho nên là kiếm sổ nó mệt lắm. Cho nên bây giờ đa số là mình chơi bỏ cái vụ tấn qua bên đi, tấn mình chơi hên xui á. Hoặc là mình tích luôn, tích mấy cái kia để quay một lần một nhiều phát một được nguyên con luôn á, thì mình tay ra thì mình cũng tích chơi được. Còn anh em không tích thì cứ chơi tướng kiểu như chơi sổ, mà chơi sổ không chơi sổ tấn, sổ kim với sổ hén thôi. Mà chơi tấn bây giờ phải tốn rất là nhiều mới chơi được. Ngọc thì cũng không có nhiều, đầu tư thêm được mớ nữa đó. Các bạn chắc đầu tư thêm được mớ nữa, mình nghĩ thêm được nhiêu đây thì... Nói chung là mình xây cái tem Đổng Nguyên bây giờ thì anh em biết rồi, anh em thấy rất là nhiều hạt Đổng Nguyên đúng không? Đổng Nguyên giờ xây đơn giản lắm, chỉ cần 4 sổ cho đó thôi là đủ rồi, không cần phải gọi là nhiều sổ đâu. Dân Đổng Nguyên nè anh em nhìn nè, của đó nè, đổ của Đổng Nguyên cũng không phức tạp lắm. Đây chỉ cần 1, 2, 3, 4 thôi, nó chỉ có 4 cái sổ kim 4 của nó. Cái gì, một cái sổ kim 1 nè, rồi ba cái sổ kim 4 chứ nhiều đâu. Còn mấy con tấn này bỏ luôn, ngự giáp bút sát thương 18%, con Đổng Nguyên là con tướng không cần mà sát thương bút thương thêm, cho nên là cũng không cần. Bây giờ hén vũ đồ này kia cũng khá là ngon rồi. Giờ thứ nhất là đầu tư tập trung vô cho nó, đầu tư là cho nó con niết bình 5 cái đó, xong rồi sau đó mình sẽ qua bên cái chiến pháp, có chiến pháp khí định. Xong khí định xong mình sẽ qua bên thằng thú đó, thằng thú xong rồi nếu mà dư nữa mình sẽ ra thẻ biến hình, và thẻ biến hình xong rồi sau này dư nữa thì sẽ qua tướng hén nha. Chứ bây giờ qua tướng hén sớm là thiếu kia nha. Đó, thứ tự của nó sẽ là như vậy, đừng có đầu tư sớm tướng hén nha anh em. Sớm tướng hén là đợi đi liền luôn đó, đợi đi chắc luôn, không có đường nào phản hết trơn á. Bây giờ hén là từ từ thôi, không vội, kiên lòng giật. Xong cái bắt đầu quay qua bên dư ra chiến pháp cái nữa. Nhưng mà con hàng này muốn hoàn thành thì cũng khá là lâu, thời gian khá là lâu á, tại vì số ngọc cũng không được nhiều. Nó từ từ ha. Rồi con hàng này VIP 6 ở server 1311 Quốc Bảo. Cấp thì đang đứng hạng 7 và lực chiến đang đứng hạng 3 nha anh em. Đó, cấp hạng 7, lực chiến hạng 3. Và cái số tiền không nhiều đâu, 4.7 thôi. Mà chưa xài ngọc luôn mà, 4.7 này xài chắc ít thôi chứ không xài nhiều đâu. Điểm danh thì cũng mới là một cũng 111 ngày luôn dữ dằn. 111 ngày quá dữ dằn rồi. Bây giờ mình sẽ vô tới comment luôn nha. Số ngày khá là đẹp. Đây là trận hình 2 rồi, trận hình 1 rồi sao. Thôi, cái tem này cũng có vậy thôi. Đây, men thức tỉnh là 4 sao, thần binh cộng 50, người set cam, bảo vật cam, người tử tinh, danh tướng Trương Lương, chiến pháp Ngư Hình Kế với lại Khai Dương. Đây đâm chính thì được set kim mình rồi nha. Kim có đá thần binh nhưng mà đá hơi xui nè, đá tím. Cộng 47, set kim, bảo vật đỏ, ngựa, nhật luôn rồi nha, nhật. Ô văn, danh tướng, hén, vũ đế, chưa thức tỉnh. Chưa đủ thằng gì, chưa đủ danh tướng để thức tỉnh thôi. Chiến pháp là dùng giả với lại cường công. Con kiều này chỉ để cho bút khiên rồi này kia thôi nè. Hết cam, bảo vật cam luôn, ngựa tím. Nó chiến pháp đang xài là bạo ngược, tinh phách.
để cha mẹ cho. Đôn, Đôn thức tỉnh hay sao? Thật binh cộng 75, hai món kim, hai món cam luôn. Ok, tạm ổn với số ngày này gì là ok rồi đó. Tổ tướng nè, 4 nè. Con cẩn nói, 4 nè. 4, lấy mấy con kim 4 để kích hoạt sổ cho con Vũ Nguyên mà. Làm sao không 4 được. Này còn thiếu con Chu Bất Nghi nữa, thiếu con Chu Bất Nghi nữa mới đủ. Để coi có thằng nhân phẩm mà để liền gì không. Còn kháng không gì. Trời ơi, kháng ngô, kháng quần, kháng ngô, kháng quần là chết luôn rồi. Nó hơi đen á, cái đâm ra mấy cái dòng mà kim nó hơi đen thôi. Rồi qua thằng giỏ coi anh em ơi, thằng giỏ thì túi càng khôn 3 sao, bộ thiên thạch túi càng khôn. Chung là 100% chỉ về cái phần có này hơn nha, 100% đừng có tiết kiệm gì. Thiếu vàng cũng phải chơi nữa, bỏ mấy cái khác đi. Ví dụ như bắn tàu bỏ luôn đi. Thiếu vàng thì bỏ luôn bắn tàu cũng được nữa. Tàu kiểu gì sau này đồ cũng full à, yêu 4 mà dễ mà. Thà là bỏ bắn tàu chứ đừng có bỏ thằng giỏ anh em, bỏ thằng giỏ uống uổng lắm, phí lắm, nó mình khuyên anh em luôn á. Giỏ biết đâu có thiên la tản mắt sao thì sao, chết một hai con là mình đã có cái bất tử. Ví dụ vậy, nhân phẩm á. Rồi thẻ biến hình thì đang có ba cái thẻ đỏ nè. Hai cái thẻ cam thôi. Biến hình không vội. Bất cứ lúc nào mà mình chơi thẻ biến hình cũng được mà. Dễ. Cẩm nang. Cẩm nang thì 1 2 cẩm nang kim. Đang thiếu cẩm nang chậm chậm, 3 cẩm nang. Đang thiếu mấy cẩm nang chậm chậm. Ồ, mấy con ngạc view 3 mà bị chuẩn của nó một cái, nó mạnh như cái máy. Nói chung là nó nguyên là nó meta hiện tại. Còn bá lâu lắm à. Du miếu nè. Được cái mình tin du miếu rồi nè. Rồi mình ra phần tướng nha. Rồi trước khi vô phần tướng anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chúc anh em có buổi chiều thật là vui vẻ luôn. Có lẽ clip này mình up khá là trễ rồi. Phải mình dịch trễ quá. Ồ thì kính niết bàn không nè. Công cơ động bạch nè, chưa nhiều nhất. Bốn con tướng kim. Hết. Cái này lúc đầu build du cát hay sao, quá trời du cát trong này. Tuyên quán 13, tính 13, châu Chu Bất Nghi. Anh ít. Phú thì giờ này chắc chưa đâu, chưa được, chỉ mới cái kích sổ thôi à. Đó. Bạch thổ không sao, thanh long một sao, long hoa không sao, bạch trạch không sao, quả kỳ lăng không sao luôn. Này chỉ mới kích sổ thôi, thánh côn. Nguyên cái vàng độ giám thôi, mới kích xong cái vàng độ giám thôi. Chứ chưa lên sao đâu. Đang chơi thằng giỏ cái gì vậy? Hết đá ghiền luôn. Giật. Chạy ra phòng. Bỏ túi ra. Tụm cái thử đi em. Trời ơi, lưu Lý Châu thôi. Lưu Lý Châu quả rồi. Anh em ghiền nhanh thì sẽ tốn vàng, nhưng mà tiết kiệm vàng chút đi em ơi. Đây mình sẽ qua bên cái trận pháp này thì chưa có tới, mới tới HP 9% mà 8%. Trận pháp này khỏi liền cũng được, khỏi liền cũng được. Mình ít, mình tài nguyên ít, mình tính theo ít đó em ơi. Chứ không phải đủ là mình dục vô cái mình phí liền luôn không được. Bây giờ mình lẩu dừa nè. Bây giờ tích lẩu là lay gai là đẹp rồi đó. Trong mấy ngày này không tích lẩu là chết. Đang có dư một cái lông đỏ nè, để dành nè. Rồi có lẩu nè, 4.000 mấy nè, 50 mấy hay chẳng 80 gồ bột. Đá thì sao? Đá. Wow, đá đẹp rồi. Cái chi hồn nổ tiết phong luôn nè. Chuyển phản luôn nè. Đá quá đẹp. Ok, con này ăn này đá quá đẹp rồi. Mấy dạng đá này cho con đôn với nguyên xài là mấy con kia dạng phụ thôi. Chơi hang đôn luôn nè, men đưa qua đôn luôn. Thứ gì chưa nói, kiếm thêm diễn phản nữa. Trời, hai con đôm một con động đi. Là một cái thứ gì đó rất là ghê. Rồi bây giờ top 3 mình sẽ quýnh với ai đây. Có ngày lên động nguyên nước bàn 5 có lẽ sẽ bá server này. Thấy không, top 1 mà chỉ có nước bàn 4 thôi mà. Lên nước bàn 5 là bá luôn server này. Nếu mà mình chơi tướng kiếm, chơi kiếm long á, chơi kiến lồng để lấy động nguyên thì cái tiến độ mà gọi là lên cái khí định thằng vàng nó sẽ nhanh hơn. Điếc bèn 4 chi, điếc bèn 3 nè. Bạn suy nghĩ làm sao, bạn suy nghĩ làm mà sao. Khai thiên tịch
Sớm thế nhỉ. Nhưng mà bên kia nó quá nhiều nộ. Có nộ thua chỗ đó. Đây không sao. Chưa đủ nộ là được rồi. Bung lôi nè. Không có bung lôi à. Thọ thương là ngon luôn. Đây đừng chết luôn đường khoảng trăm thấy bạn đó. Chết mẹ con đóng quyên mình sao. Đáng thế nhờ. Tớ mới win được cái kèo này. Nhưng mà anh em cứ thấy là mình chơi con đổ quy nó cứ điên điên kiểu gì. Đen đen sao á. Con nó thiệt với vong chừng nữa con đổ quy nó thế nào cũng bị nét. Nhưng mà nó không phải nét theo kiểu đam hay này nọ. Nó quấn thay đam cho anh em y gan vậy luôn. Biết nét gì không? Nó sẽ nét thọ thương. Bà mẹ sao tỏ thương dạo này mình thấy nó kỳ kỳ sao yếu chứ. Tao yếu luôn nha. Nãy giờ tỏ thương nãy pha rồi được có 2 lần hay 3 lần. Chứ được 3 lần đâu, mình nghĩ chắc chừng 2 lần là cùng. Bằng nào đó. Chê dân. Đế. Đúng, Hán vũ đế nè. Ở chỗ được. Tôi luôn rồi nha. Hén vũ đế. Chưa có đá mà ginh lực gì đây mà. Rồi xong rồi đó. Khi nó quýnh. Bây giờ tôi đen đi chăng nữa thì cũng còn được 2 lần thọ thương. Ít gì cũng được 2 lần thọ thương đúng không. Nhưng mà khỏi thọ thương đâu chết bây giờ nè. Cũng thường chết luôn rồi nè. Rồi thì con ngàn này có tương lai là top 1 nha. Nếu mà đầu tư hợp lý là có thể là top 1 cái server này luôn. Ôi mấy con quan vượt này thì có thể thua. Tao thường chưa chi kích có thể thua đó. Bữa nào mình qua điện giải chiến mình chơi thử anh em à. Bên như chiến thì chắc chắn không có đá rồi. Đá thằng binh á. Đá thằng binh đá ngọc cũng không có luôn rồi. Đái thiên tịch địa. Chủ cộng 11. Giờ với động nguyên nít bền bà. Còn 2 level nữa thôi. Bất yếu chiêu phương. Bài màu hết. Ở chưa được. Quýnh không thèm quan tâm tới. Động nguyên quýnh không quan tâm tới anh Vũ. Cái khi quân vũ để giờ bị ghen luôn mà. Ok, đây là một cuộc chiến khá là căng thẳng đây nè. Rồi đôn lập. Còn bung lôi đúng không? Chém ngang động nguyên là sai rồi. Sai thiệt rồi, chết luôn á chứ giờ. Căng. Cam kìa. Đam kìa, đam kìa. Chưa thở thương nha anh em. Chưa thở thương mà quen vũ hay đuối vô. Biết cái tem này bây giờ nó đang hot lên thì mấy con quen vũ cam bây giờ giống như kiểu không còn chỗ đứng luôn rồi đó. Có mấy cái mày ta kia thì quen kém được ha. Đỡ này. Cái ông như quen vũ cam bây giờ không có chỗ chơi luôn. Dường như là nông dân là khó chơi luôn á chứ. Giờ mà giờ nông dân phải chịu khó nhịn nhục để tích tướng kim để mà chơi đổng nguyên á thì mới ra còn theo được lẩu đồ này kia cho lấy vũ đế đồ ha. Ra chứ nông dân chơi ẩu ẩu bây giờ là không có đắc diễn luôn. Cái tay bây giờ tướng quá nhiều. Tướng kim bây giờ quá dễ lấy. Khai thiên tịch địa nè. Nguyên chưa quýnh cái nào. Con kia nó muốn xỉu hết trơn. Chỉ bị xỉu tới nơi. Con cơ lực chứ. Rồi không xóa kiên nữa nha. Cho con quýnh tương bao nhiêu. Chết con bốc. Quốc chiến à.
Con Kiều nãy giờ tôi thấy quýnh tỷ lệ sót khiên của nó thấp quá. Dường như không xài Tào Tháo thì phải. Chung cư nãy giờ quạt hơi nhiều ha, anh hơi bực mè đó. Một khi anh đã quạt chúng thì á, đây nè, lo mà rung nè. Không, con kia nó quýnh quá trời cái luôn. Con chung cơ nó quýnh quá trời cái luôn, không ăn nhậu gì hết á. Đóng nguyên ra làm bạch hiệu triệu phượng đúng hai lượt xong. Ui cùng cái này thì trước thì tiểu kiều võ thánh đôn là chùm, xong bây giờ là tổng nguyên kết hợp với bất cứ cái team nào cũng chùm hết. Trước phi thăng ba là chùm hết, cái team phi thăng ba thì chịu. Team phi thăng ba thì phải đòi hỏi team mình phải lực đủ đam để dứt đó. Lướt qua chỉ gần lướt ngang thôi là bờ bay bay mà ông ao quyền mày. tập tính chữ khá là nhiều rồi. Khai thiên tịch địa, khai thiên tập địa, khai thiên tịch địa. Wow, giờ động viên bây giờ khá mạnh. Thiên hương hồng nha, hết nổ nữa cơ. Vậy thì bạch thị dự vượng cái là bay được hay em không được thôi, sao mà đỡ cho được. Ông này cũng lên niết bàn ba thì cũng sớm, nhưng mà cái ông nội nhân phẩm đáo quá. Rồi tiểu thượng luôn ư, tiền quá bán ngạc. Tiền quá thì bán ngạc. Đây là một con tiểu kiều cộng, đây là một con tử thượng còn sống hay không nữa đây nè. Con kia nó quýt tôm kìa, tôm mà bây giờ không có quyết chiến tôi hứa với mấy ông luôn. Động nguyên nó quýt một phát là còn như dần gần như là trắng máu. Dần thượng là quýt chưa chết hai con kia nữa, là chừng nào đụng được con động nguyên mà nó thọ thương đây. Chừng nào mới đụng được động nguyên mà thọ thương. Cho nên bây giờ mua tử thượng hơi cực. Chưa tính đầm gất xuống. Quá hấu. Rồi thì con này tương lai sẽ top 1 luôn nha. Có thể ăn được rồi. Có thể ăn được con này 1 này luôn. Đó đây là xe mà mới đó, mình cũng khuyên. Nói chung là mình khuyên thôi. Mình chỉ đưa ra cái lối đi. Còn em đi sao đi, mình không ép nha trời. Là mình khuyên anh em đi cái team đó vậy đó, chơi theo cái tiến độ đó vậy đó. Còn nếu mà anh em thích thì chơi riêng của mình chứ không có ép nha. Chung là cái xây nữa từng bay đi bảo em chửi nữa, nó có giờ build chưa bá bao giờ mà cứ quay qua hướng dẫn đồ này kia ghê lắm. Tôi bá hơi nhiều đó, mình 900 tôi cũng có bá rồi ta nhớ. Chẳng qua là chăn vũ chiến thần chưa kịp qua thôi, anh như qua được hai đợt chăn vũ là mình nghĩ. Rồi video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye 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 anh em.